Rồi em chào tất cả anh em nha, em chào tất cả anh em, em chào bà con trên mọi miền tổ quốc bà con ơi. Bữa nay em có về một con máy bơm siêu phẩm, siêu mới. Anh em bà con coi nó mới gì nè. GB18G. G có một lần là có chữa thấy màu luôn, thấy 18G. Nó tới 18G là anh em ơi. 18G rất là xanh luôn quá. Quỷ già đó, cái mỏ nó giật giật. GB18G nha anh em. Tại anh em cũng thông cảm, đừng có anh em nào không có chịu giỡn thì đừng có giận em nha. Rồi em bỏ xuống đây một. Là cái tật em cài gỡn vậy đó. Anh em nhìn dây giật nè. Ơi trời nè, không biết nó xài được bao nhiêu không biết nữa. Đã, nó chống cũng tùm lum. Đây quay cái đích này cho anh em coi cái này. Quay đích đó, em đó, mới đó, em đó. Mới gờ cái đầu quay đích rồi. Gờ mình không quay đích mới được. Cái này là để GB18G, còn cái số seri của nó là GA00051303 anh em. Anh em nào có làm thì anh em nhớ cái số seri này em nha. Mà em nghĩ chắc kiếm con thứ hai hơi khó. 51303. 51303 đó, mình nhớ nhiều đi cho nó dễ. Cái máy này là cái máy cốt bơm nha anh em ơi, cốt là cốt, nó xài cốt găng dành cho mấy cái bơm bầu á. Mà máy nó mới gì nè anh em, em nói là nó mới trên từng góc luôn á, mới mà đó giờ mới chưa từng thấy luôn. Nè, cho anh em coi cái bô cái hết hồn chơi nè đó, gọi cho dưới rồi. Cái này nó chịu nhiệt nhất mà nó còn trắng cỡ này nè. Em sắp nó bậy nữa rồi đó thôi. Em nghĩ nói. Cái chỗ nào trắng em suy nghĩ tầm bậy nữa rồi mở nắp mình xăng cho bà con mình coi. Cái này nói chung là nó thiếu cái thùng anh em. Thấy bữa nay bữa già cô điêu điêu hôn em. Mình thấy con máy hôm qua giờ không phải. Rồi quậy cái thùng xăng cái coi. Cái thùng xăng. Cái máy này. Anh quay vô ngay cái lỗ đó đó. Đưa ngay lỗ vô chưa? Rồi. Lỗ không anh em ơi, chết luôn anh em ơi. Ngay lỗ mới chịu ông Phụng nó ác nạn coi ly được chứ. Rồi để em nhờ Phụng test cho anh em coi nha. Cái này ốc bô nó chưa xét nè, máy có khùng gì luôn nha anh em. Rồi nhờ anh test giọng cái Phụng. Đó, mình lên ga cái mình đóng e cái mình kéo nó. Đó, nó vậy thì thầm, ổng nó e vậy không? Chưa thử, Phụng nó chưa thử anh em ơi. Không, cái mình chưa thử. Cái không tắt nó động như nè, anh em nhớ nha. Mình tắt nó để lên. Còn này ra mình nẹt có lỗ nhất rồi không? Ừ. Mình nẹt hết ra nó cho nó lội con bóng rồi chứ. Năm rồi con bóng rồi nó thọ tay xin tiền. Thọ tay xin tiền kệ tía luôn, máy xịn rồi mình đâu có tè nó đâu. Rồi để em nhờ ông Phụng test ra, không cần đóng he thử nghe anh em không biết chạy không. Đó, quá dữ rồi. Cái lụm. Con tắt nó đây nè. Nó này mà nó mới từ chi tiết luôn á. Em có mở được lọc thôi không? Để nhờ cũng mở cái lọc e nó ra cho anh em bà con mình coi nha. Đó giờ em cũng từng bán máy mà mới có thấy máy nào mới giữ như máy này luôn á. Đó. Cái này là phá chinh đầu tiên luôn. Đó. Nãy G18 rồi còn gì phá chinh nữa ba. G18 mà còn gì nữa? Nó mới. Nói hoài đi phá trên đây tôi sọt bỏ hoài không vô con nào trang này. Quá trời nó mới luôn rồi em ơi. Rồi cái này em cũng công báo giá trực tiếp cho anh em luôn hen, để không có đầm mất công cái thời gian của anh em mình chờ đợi lâu. Cũng như là không có đầm mất cái thời gian của bà con của bác mình. Nó xài hai cái móc bên đây chứ nó không có xài gì ấy. Nó không có xài dân ốc. Cái này em bán cho anh em là 4,5 triệu nha anh em. 4,5 triệu, còn tiền phí ship là cái này em tính 200,000 ha. Bị này nó có khung nó nặng, 150,000 không đủ tiền ship nha anh em. 200,000 làm bao ship toàn quốc, từ Nam ra Bắc em đều tính 200,000 hết, có khung này luôn nha. Còn nếu anh khung anh em nào mà không có làm cái khung này thì em trừ lại 150,000, bỏ khung lại. Còn chốt lâu quết á, máy này em làm chốt lâu quết lại là em làm miễn phí nha anh em, lưu ý nha. Có thừa đó, cái anh núp trong cái đống máy đó là nó làm được. Nó vui nó trốn anh em, làm được, làm được cái chốt lâu quết. Thế vậy chứ nó phan dùi nó đục nó sấy im lắm. Phan dùi đục sấy à. Còn quỷ già này thì bên mấy dầu anh em cứ nhắm ngay nó nghe. Quỷ già mà ba sườn ba sống thì lòi đục lắm á. Chờ anh em đó. Em ơi, cái gì cho vụ đó thì khổ lo anh em ơi, phải lắm. Em phải lắm. Đặc biệt là em chưa có vợ nữa. Móc đây cái quà.
khóc rồi hoài. Anh em mà cô bác có thương thương làm mấy thứ nào cũng được. Vậy hả? Ừ. Rồi ok. Được rồi, lụm luôn anh em ơi. À, được, lụm luôn. À, được rồi đó, kêu anh em chứ mà mất chưa ba. Mới số tôm anh em ơi. Mới số tôm. Rồi anh em ơi. Mới số tôm. Rồi anh em nào em quay nó lại một lần cuối ha, anh em nào có làm được thì alo em nha. GB 18G Mitsubishi. Cái này là 6 ngựa anh em. Bê tông 68 ly 6 ngựa. Siêu mới, siêu nhạy luôn. Chưa từng thấy cái máy nào mới vậy luôn. Em bán cho anh em là 4,5 triệu, phí ship là 200.000. Còn anh em nào không lấy khung thì trừ lại 150. Rồi em chào tất cả bà con cô bác mình nha. Em cảm ơn bà con cô bác đã xem hết video của tụi em. Còn anh em như bà con cô bác có cần thêm thông tin về bên máy nổ á, cần gì anh em cứ gọi trực tiếp em nha. Cứ gọi thoải mái, đừng gọi 12 giờ đêm cho em được rồi. Hỏi giấc nào em cũng bắt máy chứ. Thì bà con nếu muốn thêm, muốn cập nhật những cái dòng máy của em đang lên á, thì nhờ bà con vào kênh Tiệm Sắt Đức Thắng đăng ký giùm em nha. Khi tụi em đăng lên một cái sản phẩm máy nào thì anh em cũng như bà con nhận được cái thông báo sớm nhất. Rồi em chào tất cả anh em cũng như chào tất cả bà con mình nha. Chúc bà con có một buổi chiều thật là vui vẻ.